Rong biển cuộn nấm đùi gà kho sả ăn cơm. Xin chào các bạn, mình là Nhi, chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Món này thì Nhi sẽ có nấm đùi gà nè, mình sẽ cắt bỏ phần đầu và ở bên trong mình sẽ cắt những lát mỏng giống thế này. Chuẩn bị thêm là nấm mèo nha. Bây giờ mình xào nấm cho ít pha rô phi thơm. Và công đoạn xào nấm á, giúp cho nấm của mình nó sẽ dậy mùi thơm hơn và lúc mình cuộn á, nấm dẻo mềm cũng dễ cuộn hơn. Nấm đùi gà chín như cho tiếp đó là nấm mèo, mình sẽ để nguyên tay như vậy luôn á. Rồi bây giờ xào xong như sẽ để cho thiệt nguội. Mình chuẩn bị ở bên ngoài sẽ có là một lá bánh tráng nè, tiếp đến là một lá rong biển và nấm đùi gà mình sẽ trải một lớp từ đầu đến cuối. Rồi tiếp đến nha, như sẽ có nấm mèo mình để phần đầu rồi mình gấp cho nó gọn lại và chỉ cần cuộn khéo léo thôi. Cái món này cũng dễ làm lắm, cuộn giống như cuộn sushi ha cả nhà. Món này giống như món nấm bào ngư với nấm đùi gà mà mọi người cuộn ở bên trong có nấm mèo rồi xiên qua que. Sau đó đem chiên làm thành món ốc giả chay. Còn hôm nay như làm cái món này thì nó nhanh hơn một chút, nó không có cần phải tốn thời gian ngồi xiên từng chút nhưng mà ăn cũng ngon lắm. Cắt thành khoanh nhỏ xong rồi mình mang đi kho nha. Nhưng mà như sẽ chiên sơ qua trước những cái khoanh nấm này và chiên xong như sẽ để qua một bên rồi như cho cái phần sả mình băm nhuyễn vào phi thơm luôn. Cái này như kho kiểu sả nghệ để ăn cơm. Tiếp đến là Nhi nêm gia vị trực tiếp luôn. Đầu tiên là Nhi cho một ít nước nè, rồi có một ít nước tương. Gia vị thêm gồm có là đường nè, bột nghệ với là hạt nêm chay. Công thức Nhi ghi màn hình hen. Rồi mình sẽ xào sơ cho thấm gia vị và thích ăn cay thêm xíu ớt. Phải công nhận là món này ăn rất là ngon, hao cơm. Do hôm nay có mình Nhi nên Nhi làm một cái dĩa nhỏ vừa đủ ăn thôi. Còn nếu mà nhà đông là cả nhà phải làm thật nhiều luôn, bởi vì dễ ăn bắt cơm lắm. Như có thêm vài nhánh rau răm nữa. Cả nhà tham khảo thử món chay ngày hôm nay nha. Gỏi bắp cải trong mầm với nước sốt trộn gỏi hương vị xả. Xin chào các bạn, mình là Nhi, chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Đầu tiên Nhi xay một ít ớt sừng loại không cay với lại xả. Sau đó Nhi sẽ pha luôn cái nước sốt trộn gỏi, tỷ lệ là một chén đường với là một chén nước mắm chay nha. Như ghi trên màn hình, chén Nhi dùng là loại chén nhỏ. Mình sẽ nấu sôi nè. Thường sốt trộn gỏi có vị chua ngọt mới ngon. Nhi có một trái chanh vắt nước cốt sẵn và phần sả với lại ớt lúc nãy mình xay nhuyễn cho vào luôn. Phần sả với ớt nổi lên trên mặt này trông rất là hấp dẫn và Nhi sẽ cho vào trong hũ bảo quản tủ mát. Và món gỏi này Nhi kết hợp với bắp cải trắng mình bào thật là mỏng, ngâm với nước đá lạnh nha. Trong lúc ngâm đá thì mình chuẩn bị những nguyên liệu tiếp theo. Nhi sẽ pha một ít bột chiên giòn, xíu hạt nêm chay và pha nước cho sệt sệt giống như thế này đây. Rồi Nhi chuẩn bị một ít nấm chim châm á và một ít mè vàng rang nữa, mình sẽ rắc lên trên trộn đều luôn. Và với những cái nhánh nấm chim châm này mình sẽ chiên nha. Với món nấm kim châm chiên giòn thì quá quen thuộc rồi và ăn rất là ngon. Cả nhà cũng có thể ăn vặt nhâm nhi chấm tương ớt nè. Còn hôm nay Nhi sẽ sử dụng món này giống như là một phần nhân để mình trộn gỏi vậy đó. Nếu cả nhà không có phần nấm này, mình có thể là dùng các loại chả chay, đậu hũ cũng được nè. Đây là món gỏi bắp cải kết hợp cùng với là một ít rau mầm nè. Nhi sẽ cho luôn cái phần sốt trộn gỏi lúc nãy mình pha vào. Cái này cả nhà nhắm tùy theo khẩu vị nha. Rồi bây giờ Nhi mới cắt cái phần nấm kim châm nhỏ nhỏ vào luôn. Phần rau thơm như có rau răm với một ít ngò rí mình xóc đều trộn đều lên, trình bày ra dĩa luôn. Món ngày hôm nay thì Nhi kết hợp với lại mè vàng rang, cả nhà cũng có thể thêm một ít đậu phộng rang giã nhuyễn cũng được nè. Bắp cải ngâm đá lạnh giòn mát kết hợp nấm kim châm cũng giòn, rất là dễ ăn, cả nhà tham khảo thử nha. Nấu canh chua lá giang hoa thiên lý. Xin chào các bạn, mình là Nhi, chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Nhi sẽ sơ chế hoa thiên lý trước. Nhi sẽ ngắt cái phần đuôi nè, bởi vì cái nhánh này nó rất là cứng. Sau đó thì Nhi chuẩn bị những nguyên liệu kèm theo luôn, đặc biệt là về lá giang. Trước khi nấu mình sẽ vò lá giang trước nha. Và mình vò như vài lát nữa mình nấu canh chua, cái vị chua nó sẽ ra nhiều hơn ở trong nước dùng. Bây giờ nấu thôi, cho một ít dầu ăn như cá nấm rơm nè, rồi cà chua nữa, mình xào trước nha. Với các món canh chua thường mà mình nấu sẽ nêm cái độ chua ngọt tùy theo khẩu vị ở mỗi địa phương. Tuy nhiên món canh chua lá giang này nè, nó sẽ có cái vị chua thanh rất là dễ nấu. Thế nước vào xong nè, Nhi thêm một ít nấm kim châm nữa, rồi nấu cho nước dùng sôi là cả nhà có thể thả lá giang được rồi. Mình sẽ nấu thêm một chút cho ra được vị chua rồi nêm gia vị luôn. Đơn giản chỉ có là đường nè, muối với hạt nêm chay thôi. Cả nhà cũng có thể nêm lại theo khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi khi nào mà gần chín mình sẽ cho hoa thiên lý nè, với lại một chút giá nữa. Bởi vì hai cái bạn này rất là nhanh chín luôn. Mình sẽ nấu rất là nhanh để giữ cái màu xanh của thiên lý rất là đẹp. Rau thơm như có ngò gai với lại rau ngò ôm mình rắc một ít lên. Một xíu ớt cay cay nữa. Vậy là xong rồi và mình sẽ cho ra tô. Món canh này cả nhà có thể thêm một xíu đậu hũ chiên nữa cũng được nè. Vậy là bữa cơm ngày hôm nay của Nhi chỉ đúng có một món canh chua lá giang này thôi á. Và chấm kèm có một cái chén nước mắm chay, rất là nhiều ớt.
Nhìn đơn giản vậy chứ, vừa chan vừa chấm nè, rồi ăn rất là hao cơm luôn. Cả nhà tham khảo thử món canh chua ngày hôm nay nha. Hao cơm với món măng kho nấm cùng với đậu hũ. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Sáng ra chợ Nhi mua được một ít măng luộc nè. Cái này là cô đã luộc sẵn rồi, chín hết rồi cả nhà. Bây giờ mình chỉ cần cắt nhỏ ra để mà đem kho thôi. Ngoài món măng kho, cả nhà cũng có thể làm món măng xào nè, kết hợp ăn với cơm là bắt cơm lắm luôn. Nhi kết hợp với một ít đậu hũ chiên viên vuông với là một ít nấm rơm nữa. Nhi pha một chén sốt. Công thức như ghi màn hình ha, những gia vị cơ bản thôi, có nước, nước tương, một ít tương ớt, một ít đường, hạt nêm chay và khuấy đều lên. Rồi bây giờ mình kho nha. Cho một ít dầu ăn trước nè, như có phi một ít đậu trắng Baro băm nhuyễn, phi cho thật thơm luôn. Sau đó thì như cho măng vào, mình sẽ xào măng trước ha cả nhà. Xào khoảng vài phút á là mình cho tiếp là nấm rơm luôn. Bây giờ Nhi sẽ cho chén sốt vào. Hôm nay là Nhi dùng cái chảo hơi nhỏ để kho, nhưng mà lát nữa nó kẹo sệt lại quết chấm rau rất là ngon. Nhi cho đậu hũ chiên vô luôn nè. Với các món kho rất là dễ làm, cả nhà có thể nêm nếm theo khẩu vị gia đình. Thích có cái phần sốt kho nhiều để chấm rau, cả nhà có thể thêm sốt kho nhiều một tí nè. Mình cứ nấu nhỏ lửa liu riu đến khi nào sốt kho cạn dần, đúng như ý muốn là mình có thể tắt bếp. Lúc này là sốt kho của Nhi cạn lắm rồi nè, đậm đà lắm. Và do mình làm các món chay á, cho nên cái quá trình kho cũng rất là nhanh luôn cả nhà, nhanh chín á. Cuối cùng thì Nhi cho một ít ớt cay cay, rắc thêm một ít tiêu xay nữa. Nhi thích ăn cay dữ lắm, cho ớt quá trời luôn. Hấp dẫn quá cả nhà ơi, món măng mà còn kết hợp ăn kèm với lại nấm rơm, đậu hũ. Còn có chuẩn bị thêm một ít rau nè. Hôm nay là Nhi chỉ có đậu rồng với dưa leo thôi. Cả nhà có thể kết hợp các loại rau luộc khác nha. Rồi chuẩn bị thêm một chén cơm nóng nữa. Quệt một miếng đậu rồng nè, một miếng dưa leo nè, gắp một xíu măng nè, ăn cơm nè. Rất là ngon luôn, mà cũng dễ làm. Cả nhà tham khảo thử nha.